Phật, tôi có thấy là đạo Phật cứ như xuống, mà mình thay đổi cái tư tưởng, cái quan điểm rất là khó, rất là khó. Những người đi đạo Tin Lành cũng vậy, nhiều đời nó cũng vậy, khó mà ai có thể đứng lại nhìn trong một cái lối nhìn gọi là phá chấp. À, như là ông Thánh Phaolô, ông đã từng dạy cái phá chấp, dạy phá chấp các ngươi không phải chịu làm phép cắt bì ở nơi cái bì của mình, mà phải làm phép cắt bì nơi trong trái tim của mình, chứ không phải làm phép cắt bì trong cái bì. Tức là phải phá chấp đi, bỏ những cái mà chấp nhất đi, ra khỏi cái trụ của mình đi. Bởi vì thí dụ con người mà có thể bị condition bởi tôn giáo, chúng ta đã thấy tôn giáo đó, nó condition con người. Mà cái vấn đề chúng ta người, mà người trong cộng sản cũng vậy, nếu mà sống trong xã hội cộng sản, họ bị condition, họ bị condition, giống như gần như bị tẩy não khi nào mình không hay. Cái đó là cái bản chất của con người. Cho nên con người mà là nạn nhân của tôn giáo, nạn nhân của chính trị đó, nạn nhân của ý thức hệ đó, khó mà ra được. Cho nên thôi chúng ta cũng đừng trách. Thời gian đó, nó sẽ xóa, nó gọi là program những cái đó. Chúng ta phải biết những cái khoa tâm lý đó, thì chúng ta thông cảm cho đồng bào, thông cảm lẫn nhau hơn. Không thấy không? Cái mà ông nói phá chấp, cái mà ông nói rằng thì là cái program đó có sẵn ở trong mỗi con người Việt Nam đó, thù hận. Không phải mình đủ thứ hết, chỉ nhiều ái ố hết, chứ không phải chỉ một. Khi độ ái ố thì theo tôi đó, thì cái đó đối với đồng bào hải ngoại 33 năm chúng ta nói về đây, đồng bào hải ngoại 33 năm chính là cái truyền thông di tản này. Nó là cái chiến tranh tâm lý kéo dài đó, sang đó, đây. Đó, chiến hết rồi đó. Mà những người lãnh đạo cái truyền thông hải ngoại này đó lại kéo dài cái cuộc chiến tranh tâm lý. Ví dụ như con cháu chúng ta trong nước. Kéo dài cái cuộc chiến tranh tâm lý đó, cho nên nó mới nuôi cái thù hận, và nó mới trói những người này trong cái thù hận tới giờ này, cho nên người ta mới biểu tình ở báo Người Việt, người ta mới biểu tình. Bởi vì cái xu hướng của thời đại bây giờ là người bên kia họ giơ tay họ bắt rồi, bên kia họ đã nhượng bộ rồi, thì chúng ta lại không cho nó nhượng bộ. Câu chuyện nó là như vậy. Thì cũng như có lần tôi viết trong cái bài báo cách đây lâu rồi, tôi viết mà cái bài mà tôi viết gọi là tướng kỳ phục quyền hay phục quốc đó. Hồi xưa tôi có viết, tôi có nhắc đó, cái tôi, câu đó. Vâng, tôi thích mấy cái bài vâng, mà ông viết ở vâng, trong cái press. Việt Press hồi của Nguyễn Tư A, tôi viết cái đây cũng gần 20 năm rồi. Hồi đó mà tôi dám viết những bài đó là ông đã viết là nó gọi là tiến bộ ghê lắm rồi. Chứ đâu phải là như bây giờ đó. Hồi thời kỳ mà chưa, hồi thời kỳ mà gọi là đi du lịch về Việt Nam còn chưa được, mà gửi tiền về Việt Nam còn bị chửi mà. Là bây giờ mà thấy bao nhiêu chỗ gửi tiền, bao nhiêu hãng du lịch, thấy không? Thời gian nó thay đổi kinh khủng lắm. Nhưng mà lúc đó tôi đã nói rằng là chế độ Việt Cộng cũng giống như trong cái thời nó chúng tôi là trong thời đông lạnh, chúng tôi mặc cái áo ấm để chúng tôi đánh giặc đại khái cho nó thôi nha. Nhưng mà bây giờ nó hết lạnh rồi, trời nóng mát mẻ rồi, cho chúng tôi cởi cái áo ra thế. Nhưng mà có những người quốc gia quá khích thì nhất định tôi cấm anh không được cởi áo. Anh phải mặc cái áo cộng sản, cho phép tôi cởi cái áo. Tôi không được, anh không được cởi nữa, bởi vì anh phải mặc riêng cái áo, đặng tôi có cớ mà tôi đánh chứ. Anh cởi áo tôi làm sao tôi đánh. Nhưng mà thưa quý vị, đánh chừng nào cái áo đâu có đau, chỉ cái thân thể ở trong nó đau mà thôi. Dân tộc đau đó là vì như vậy nó trói chúng ta trong cho nên tôi đưa một cái analogy lúc đó là tôi nói rằng trời nóng rồi cho tôi cởi áo, còn không được cởi áo anh phải mặc cái áo ấm đó, anh mặc cái áo đó dù có tả tơi nhưng anh phải mặc nó cho tôi đấm. Thành ra những người biểu tình ngoài kia, bởi những người biểu tình ngoài kia không cho người ta cởi, yên cũng không yên nổi. Cho nên nó tới giờ này có lẽ chúng ta, cho nên tôi lại xin nhắc lại rằng có lẽ chúng ta phải lập cái hội ta vuốt mắt nhau. Giờ này chết không nhắm mắt được, bởi vì vẫn còn ân hận và vẫn còn tưởng rằng thì là mình oan nước, vẫn còn tưởng. Thế ông thấy rồi, bởi vì cho nên thí dụ cho trong nước những em nhỏ giờ nó lớn lên 33 năm rồi, những đứa nhỏ lớn lên còn nhỏ chưa có đi lính miền Nam bao giờ, chưa có gia nhập chiến tranh, bây giờ nó lớn lên 30-40 tuổi tất cả thứ nó đâu có biết, cho nên nó sống trong cái hoàn cảnh mới điều ảnh thì người ta phải đi program nó, thì đó đi program nó thì là nó quên đi, nó quên, nó không còn biết cái trận chiến mà là quốc cộng nữa. Nó không biết, đa số mấy em nhỏ nó không biết nữa. Mà trong khi mấy em nhỏ của chúng ta đem ra ngoài này, chúng ta sinh đẻ là chúng ta lại làm không thành công được cái chuyện hận thù của chúng ta. Chúng ta lại đem còn truyền xuống cho con cháu mình nữa. Mình truyền cái hận thù xuống con cháu để mà nó lại làm tiếp dùm cho mình nữa. Cái việc đó thật là mình nên xét lại cái lương tâm mình có đúng hay không. Bởi vì mình truyền thì mình nên truyền những cái gì mà bác ái, yêu thương, tha thứ cho về lại một dân tộc. Mà nếu mà bên Việt Nam mà truyền cái sự thù hận đó
bên Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng sai nè, nếu họ làm việc đó. Và bên này những người chống cộng mà cũng làm cái việc mà truyền những thù hận xuống cho con cái mà đó. Cho nên 30 tháng 4 nó là biến cố thì đúng hơn. Và cái biến cố như ông đã nói rằng nó là cái nghiệp của dân tộc. Theo nhà Phật thì nó có khi nó đã chấm dứt rồi. À, gọi là theo nhà Chúa thì có thể là ý Chúa được nên có lẽ đã cái lúc đó là ý trời. Ý trời đã muốn ngưng rồi. Và bây giờ ý trời là bây giờ là muốn để cho dân tộc Việt Nam chúng ta trở nên bậc mẹ trong con. Để một dân tộc oai hùng biết đâu qua cái 30 tháng 4 này không may mắn mà nó thành may mắn. Chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn con cháu chúng ta được ăn học các nước Tây Phương. Và biết bao nhiêu kỹ thuật bác, biết bao nhiêu tiền bạc chúng nó có. Và khi mà một khi mà một đúng một cái tiếng gọi của Tổ quốc mà gọi đúng chỉ số thì tất cả trong nước và hải ngoại nó sẽ về xây dựng Tổ quốc tất cả. Cả cái đó hơn chứ chúng ta đâu có muốn hai bên mà tiếp tục mà đánh nhau chống nhau mà nhìn nhau nghiêng mặt nhau rồi thành ra như vậy. Nhân cái chuyện mà phản đối báo người Việt thì cái chậu rửa chân báo hàng cái cào vàng coi như là nhục mạ, thì có một cái anh ấy viết, anh ấy nói rằng gì đó, tất cả những người Việt Nam đi qua bên này đại đa số từ miền Đông tới miền Tây, từ cực Nam tới cực Bắc của nước Mỹ đều sống bằng cái nghề neo cả. Và chính những người đó đóng góp, ông nói là nếu mà 4 tỷ, 6 tỷ gửi về Việt Nam thì trong 4 tỷ của những người làm nghề neo không ấy, làm đóng góp một cách lương thiện trong cái xã hội đó. Thành ra đó, anh kia mới nói rằng thì là cái chậu rửa chân của người làm neo nó đáng suy tôn lắm, đáng suy tôn lắm. Có khéo để lên trên lá cờ đó mới đúng. Thành ra nói thế thì nó không nói như thế nữa đâu, nhưng mà có biểu tình, có biểu tình ấy, có phản đối thì cũng một số người nhỏ thôi. Vâng. Bởi vì cái tập thể chúng ta hải ngoại chúng ta là cả triệu người, đúng thấy không? Cả triệu người mà nếu mà cho cái thành phần gọi là mà còn những cái thù hận, những cái đau khổ này kia cũng cả trăm ngàn người chứ đâu phải không? Thù hận ấy, nhưng mà khi mà đi ra biểu tình, biểu tiết những cái chuyện thế đã có bao nhiêu người, dạ, vài ba trăm người, cái đó nó có thể mình đại diện được, đại biểu được cho cái toàn khối đâu. Ví dụ nếu mà bây giờ mà làm cái cuộc thống kê mà như là các báo Mỹ hay đài hay là Internet Mỹ làm thống kê thì chúng ta, nếu chúng ta đếm đầu mà thực những người thực sự chống đối thì chắc là không có bao nhiêu. Nếu so với cái tập thể của người Việt chúng ta, ba triệu người bây giờ, và bé biết bao nhiêu người đi làm lao động ở nước ngoài này nữa, cũng cả 3-4 triệu người, đông lắm. Bây giờ là chính phủ mới và Việt Nam lại mới đây đầu tháng 3 này là còn ra cái đạo luật là cho tất cả những người Việt Nam nào dù lấy quốc tịch khác ở nước ngoài nữa vẫn còn được làm song tịch, vẫn giữ nguyên song tịch và được giữ quốc tịch là Việt Nam, xem như là chưa bao giờ mất cái quốc tịch Việt Nam cả. Với điều kiện mai kia thì cứ mỗi 5 năm phải đăng ký trở lại thế thôi. Thành ra cái nước Việt Nam bây giờ nó trở thành cái nước Việt Nam nối dài, chứ không phải là chỉ trên cái lãnh thổ của hình con chữ S nữa. Nước Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có một dân tộc nào khác mà đi ra nước ngoài trong thời gian này 3-4 triệu người mà còn cứ đi ra nữa. Vâng, mà còn thành công chút nào cũng thành công cả cái tinh hoa. Và biết bao nhiêu người phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài thì trở thành mẹ của thế giới nữa, tại là lấy chồng của các sắc dân thì bây giờ tức là đâm ra là mẹ của trăm dân tộc, mẹ của cả trăm dân tộc khác, chứ không phải là chỉ là mẹ của dân tộc Việt Nam mà thôi. Nghĩa là cái bà mẹ Âu Cơ này ghê lắm, chứ không phải cái trăm trứng này là đẻ ra tung ra cả thế giới mà. Là chúng ta mới thấy còn là cái tương lai của dân tộc chúng ta nghe là thật là sáng lạc. Đặc biệt chúng ta có mặt gần trên cả trăm nước, thấy không? Cả 4-5 triệu người còn ra nữa, thấy không? Mà ai cũng vẫn còn giữ được quốc tịch Việt Nam. Tức là như vậy, nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam trở thành dân tộc Việt Nam là lãnh thổ là gần như là của Hoàng Vũ nữa. Thành ra 30 tháng 4 này đó là dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam có lãnh thổ của Hoàng Vũ nữa. Một cái suy nghĩ mới. Còn 5 phút nữa mời ông nói tiếp cho nó xong cái cuộn băng. Vâng. Mong cái 30 tháng 4 này chúng ta... Nói cái đề tài này chúng ta xem như là một vài suy nghĩ.